Oh my god, ôi trời. Ông này ông đi kiểu gì đây? Tiếp theo sẽ là cái gì đây? Ôi, đây. Waka. Ôi trời ơi. Không hiểu ông này là trốn luôn rồi. Trốn luôn. Đấy, quái này, tít đấy. Quái à. Rồi. Xe rồi. Rồi. Nhỏ chưa. Tiếp theo đây sẽ là cái gì đây? Ôi trời, hết shot. Tuyệt vời. Ui, cuối cùng vẫn dính đòn. Đã hiểu là cấp 4. Tiếp theo nào. Oh my god. 准确到极，准确到水平为，请注意安全驾驶。准确到水平碰撞时。 chịu mày luôn. Thì gì đây? Thì gì đây? OK, tiếp theo. Quay lại. 回来了没？没有回来。có sao không? Không sao. Đi tiếp. Ui, nhạc hay đấy, kêu đấy. Trời. Đang kêu thì đứt dây đàn. Rồi, tiếp theo đây. Sẽ có gì đây? Đá rơi đâu đấy? Ok. Ô bớt, xe buýt. Rồi. Mà ngay đâu vào? Ngay đâu rồi. Dầm. Oh my god. Rồi. Ngu người. Tiếp theo đây sẽ là cái gì? Rồi. Dầm. Hình như là sao lại đảo chiều? Ôi giời, hình như lại có giấm rồi. Có giấm rồi. Một đường nó nhiều tuyết không anh em? Xoài ơi. Xoài. Vỡ vụn luôn. Tiếp theo sau đây sẽ là cái gì? Không quan sát đây mà ra đường đây mà. Nào. Tiếp theo sau đây. Ôi, tự dưng oan ra. Nhìn bu khan à. Ok. Yeah. Ông nào. Thôi. Như ông đèn của đèn đỏ. Chịu chết. Không đỡ được. Thôi. Lại chạy rồi. Tiếp theo. Dầm. Ăn phát nữa và đít nữa. Lật rồi.
Đấy, vào đường cua đấy. Tiếp theo sẽ là gì đây? Tiền phong trọng công sự giác, xin sủ 40. Xin sỉ. Vượt đây, vượt đây, vượt đây. Rồi, vượt đây. Vượt đây. Xu rồi. Gì đây? Đủ xem là có điều gì đây. Chớp. Khắc nhập luôn. Ok. Tiếp theo. Oh my god. Oh my god. Giống hệt mấy mẹ ở Việt Nam mình luôn anh em ạ. Tiền phong chọn hồng đăng sơ sạng, xin sụ 60. Trang chủ. Ok. Video tiếp theo. Tuyệt vời rồi. Còn cười à? Oh my. Coi cái gì nữa mà coi. Thế nào? Tiếp theo sẽ là cái gì nào? Ôi là cái chịu thôi, chịu luôn, không đỡ được luôn. Tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời. Xuống ruộng rồi, xuống rãnh rồi. Xuống rãnh luôn rồi. Nào, bành lên 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 nào. Nói nhiều có sai đâu. Thua luôn. Phát này đánh bốc phát lên. Không né được anh em ạ. Như phim hành động của Trung Quốc luôn đấy. Rồi. Ok. Video tiếp theo. Thế là thằng nào ngủ? Hiểu rồi luôn. Rồi. Oh my god. À. Ui giời ơi. Nghe tiếng rầm không? Ôi. Nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn. Quay 360 độ luôn. Xuống ruộng luôn. Tiếp theo đây sẽ là cái gì đây? Nào ốp. Chịu. Bó tay .com .vn .chl. Oh my god. Những quả sang đường kiểu ối rồi ôi luôn.
俩谁的事儿啊？对象行驶呗，向左发对象啊。tốt lắm con trai ạ, bình tĩnh à. Ôi ạ, không đỡ được. Oh my god. Thì đây chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo, đường một trơn rồi. Chuốt 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 chuốt. Sợ. Soon. Maxi đi. Ôi cái gì đây? Sao lại khói um thế này? Bên này đăng kiểm nó cũng gọi là thoát khỏi cửa à? 前方闯红灯摄像限速40。哎，那哪儿的来的呢？我原来我拍半天我没拍。OK, cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của tôi nhá. Những cái video này thì chúng ta xem để giải trí thôi. Thực sự là bên Trung Quốc nó đi cũng kinh khủng thật anh em ạ.